Khoảng 10 giờ sáng nay, mùng 3 tháng 1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nhựa Plastic Baoyang, chuyên sản xuất dụng cụ lau sàn nhà, thuộc khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngọn lửa ngày càng lan nhanh ra các khu lân cận. Một số công nhân của công ty Baoyang cho biết, tại xưởng thành phẩm của công ty phát ra tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt. Nghe chuông báo cháy nên họ đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, bên trong nhà xưởng chứa rất nhiều sản phẩm nhựa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các xưởng khác. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Cùng lúc đó thì đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của khu công nghiệp Tân Đức và lực lượng của thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều khoảng 15 xe cứu hỏa đến hỗ trợ dập lửa. Phải sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt.